Xin kính chào quý bà con, cô bác, anh chị đã đến với kênh Nhà Đất Đắk Song nhé. Hôm nay em lại đi quay một mảnh đất tại xã Đắk Rung, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông ạ. Mảnh đất này thì có diện tích là 6 sào nha các bác, 6 sào. Trên đất của mình thì có 650 cây cà phê và bám theo cái đường bê tông như thế này là 80 mét nha các bác, 80 mét. Cách đường 686 thì nó nằm tầm một cây số nhé, chưa đến một cây số đâu ạ. Ở chỗ đường 686 họ đang làm ấy. Còn cách chợ và trường học thì nó nằm tầm 2 cây số nha các bác, 2 cây số. Cái mảnh đất này thì chủ nhà đang ra với cái giá là 500 triệu ạ. 500 triệu có thương lượng nhẹ nhá. Bác nào mà quan tâm thì cứ alo cho em theo số điện thoại em để ở góc màn hình. Bác nào yêu quý em thì cho em xin một like và một đăng ký kênh nhé, để em có thể đi tìm những cái mảnh đất phù hợp gửi đến cho quý bà con cô bác anh chị cùng tham khảo nhé. Trên đất của mình thì đông đặc là cà phê nhé các bác. Cà phê này là cà phê thu chính nhé. Đó, nguồn thu cũng khá là mạnh. Bám theo cái đường bê tông như này. Ở dưới của mình á, là mình là ở trên đỉnh. Còn ở mé dưới rẫy của mình á, là rẫy của người ta. Còn xuống dưới là cái hồ. Còn mảnh đất này á, thì bác chủ nhà đã chôn ống sẵn từ ở dưới lên, từ ở dưới hồ lên rồi. Và sẽ có đường xe máy cho mình đi xuống để mình nổ máy để mình tưới cho vườn cây của mình nhé. Nói chung là có đường và có đường ống đã chôn sẵn rồi. Đó, mình chỉ việc là xuống nổ máy để tưới thôi. Còn ở mé dưới chân là rẫy của người khác. Còn ở trên đỉnh này là của mình này. Mình ôm theo hết ở trên đỉnh đường như này nhé các bác. Đó, bây giờ em sẽ di chuyển và quay chi tiết cho các bác cùng tham khảo nhé. Đây nha các bác. Con đường này là con đường ra đường 686 nhé. Ra đường 686 thì nó nằm tầm chưa đến một cây số đâu ạ. Và đường 686 thì họ đang làm. Đó, còn đi ra chợ và trường học là nó nằm tầm 2 cây số nhé. Xong rồi hả anh? Em đang quay miếng của anh đây, 6 sao. Cái bờ biên của mình là tới cái cây kia nhé các bác. Đó, đường điện là họ đã kéo vào tới đây rồi nhé. Đấy. Của mình mỗi bên là bao nhiêu cây cà chị nhỉ? 12 cây hả? À dạ. Có xong rồi đó hả anh? Dạ, em đang quay cái mảnh này. Mảnh này có 6 sào thôi, em đang quay video. Của mình mỗi bên tới cái bờ kia nha chị. Từ mỗi bên bao nhiêu ạ? Mỗi bên 12 cây cà là tổng là 40 80 mét mặt đường. Dạ. Đây là đường ở giữa rẫy nhé các bác, đường giữa rẫy. Cà phê kinh doanh khá là đẹp nhé, khá là đẹp sai trái. 6 sao. Cà phê kinh doanh khá là đẹp nhé các bác. Mảnh này về thì mình chỉ việc thu thôi, nhưng mỗi tuổi là chưa có nhà các bác. Bác nào mà mua về thì mình bỏ ra mình làm cái nhà tiền chế, hoặc là mua nhà gỗ về dựng cũng được. Hoặc là mình làm cái nhà sắt thì nó nằm tầm chưa đến 100 nhé, là đã có nhà ở được rồi nhé các bác. Đó. Còn đường điện thì đã có sẵn ở đây rồi. Nói chung ở đây thì mình mà ở thì mình đào một cái giếng nhé các bác. Đào một cái giếng, bởi vì đây là bác chủ nhà chỉ làm rẫy thôi, vì bác chủ nhà cũng ở gần đây á. Bác chủ nhà cũng ở gần đây cho nên là bác không có ở đây, cho nên là không có giếng ăn. Khá là đẹp nha các bác, khá là đẹp. Cà phê này, cà phê kinh doanh đẹp lắm ấy. Bác chủ nhà nhiều rẫy quá nên là bác cũng bán bớt đi. Mỗi bên cái đường này là ở giữa rẫy nha các bác. Mỗi bên 12 cây là 40 mét, là thành cộng lại là thành 80 mét mặt đường bê tông nhé. Đó, bờ biên của mình là tới cây mít này thôi nha các bác. Ở đây không có xuống hồ. Của bờ biên của mình là tới cây mít kia nha các bác, chạy xuống. Và nó xéo sang bên này nha các bác, nó xéo sang bên này. Và bên này là tới cái hàng mít kia nha các bác, tới hàng mít kia nhé. Đường ống đây nha các bác, đường ống. Nó hơi xéo một xíu đây. Hồi trước là vuông nhưng mà cái góc kia đúng là đường, xong là mình cho nhà dưới kia luôn. Mình là ở hết trên bằng này luôn á. Ừ, hồi trước
còn dưới dốc này là của người khác, ở dưới kia là nhà ở đấy kìa. Đó, ở kia là có con đường đi xuống, có con đường đi xuống, có nhà ở dưới đó nhé các bác. Ở dưới này là cái hồ dưới này này, cái hồ to, cho nên mình chỉ có chôn đường ống lên đây thôi, chôn đường ống lên đây tới cái bờ biên kia. Anh có hình sổ không? Có. Đâu, đưa em coi thử anh. Hình sổ à, sổ hình photo á, cái bìa photo anh. Không có hả? Ủa chứ giờ cái sổ nằm nằm đâu? Sổ ở nhà. Cái nhà hả? Sổ gốc luôn á hả? Nhà gần đây không? Nhà thì cũng ở trên xã Trung. Sổ anh là sổ gốc ở nhà luôn đúng không? Ừ, sổ đỏ ấy. Sổ đỏ luôn nhỉ? Dạ. Yeah. Cho em coi với. Hả? Cho em coi sổ với. Đây anh định đánh khách hàng nhé. Đúng rồi, dạ. Anh ấy muốn xem là xem sổ ra anh. Coi cái hình dạng của nó, coi là nó hình dạng như thế nào á, vuông hay là cái gì xéo xéo cỡ nào, nó ở đâu vậy không? Này, bên này là nó ngắn hơn, chẳng qua là cắt góc kia là nó đổng đường rồi thì mình cho họ. Còn không nó cũng vuông cả. Đất qua là qua bên đây luôn hả? Qua bên này mà qua tới hàng mít kìa kìa anh. À, tới hàng đó, mít tới hàng mít đó. Tới hàng mít hai bên đó. Thì cũng gần ở cái miếng mà anh vừa coi đó. À. Nó ăn theo cái hồ cái miếng cái, anh vừa coi. Miếng nó không có đường. Phải qua hả cái miếng đó ở ngoài cái đường trong đất người ta mà. Có nghĩa người ta mà chặn cái đầu mà nó không cho mình vô là tiêu luôn. Ừ. Em hiểu không? Có sao hay vậy? Ừ, nó không có cái đường vô. Cái đường mà em thấy mà vô tới đất đúng không? Là của miếng đất mà kế bên mình á. À. Đó. À, vậy là như vậy hả? Làm chứ không, chứ không phải là như cái mảnh này là cái đường ở giữa như này hả? Cái đường ở giữa đây là trong đất của mình ok, còn kia cái đất của ta. Nó hứng nó cắm vô cái thông xong luôn. Ủa. Cái đó thì mình phải làm việc. Làm việc gì trong đất nó mà làm việc gì? Không làm việc ở đây thì nói chung là làm việc giấy đường xá như nào mình hỏi hàng xóm, đường đi chung hay đường đi riêng thì phải viết giấy tờ hẳn hoi chứ. Viết giấy hẳn hoi chứ anh? Đúng rồi. Ở đây thường thường đường đi chung hay đường đi riêng thì phải có hàng xóm đồ ký. Mà cái đường đó thì trong đất rồi. Ký cái nào làm vậy đi. Giống như cũng phải mua đường. Nó đổi ra yếu bất cứ nào luôn. Và anh chạy về nhà lấy cho. Lấy sổ coi. Rồi, bác nào mà quan tâm thì alo cho em theo số điện thoại em để góc màn hình nhé. Em xin kính chào các bác nhé. Hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo ạ.